cùng tìm hiểu lối chơi mật đạo trong Tam Quốc 2022. Tận dụng mật đạo làm sách lược quốc chiến, tăng thêm nhiều khả năng. Quốc chiến hôm nay thề công phá Di Lăng làm lớn mạnh nước Ngô ta. Cái gì? Nước Phụ lại mở đường? Đại quân thuộc từ Hán Thọ đến đây, phải làm sao? Có rồi, đào đường hầm ở Phủ Lăng Bắc, thông thẳng đến Hán Thọ để phân binh đi tập kích. Binh lực hậu phương nước Thục quả nhiên thừa thớt, dễ dàng đoạt được Hán Thọ. Rồi hạ lệnh quân đoàn ra trận, phát động tất cả với Di Lăng, tiêu diệt hết quân Thục, công phá Di Lăng. Quốc chiến thật thú vị.